Phúc Việt ô tô xin chào anh em. Giới thiệu đến em mình một em xe Chevrolet Cruze sedan hạng C anh em nha. Xe mang nước sơn màu bạc khá là đẹp luôn anh em nha. Anh em nào lần đầu tiên xem kênh của em cho em một đăng ký kênh cũng như một like, nhớ nhấn chuông thông báo để mỗi khi em có ra video mới hoặc em có live stream thì sẽ thông báo đến anh em mình nha. Bên em là Phúc Việt ô tô, địa chỉ bên em là 282/7 đường Lê Thị Riêng, phường Tân An, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại của em là 0936 793 793 và 0919 77 893. Bên em mở cửa các ngày trong tuần từ thứ hai đến chủ nhật, mở cửa từ lúc 9 giờ cho đến 5 giờ chiều. Anh em mình sắp xếp thời gian ghé đến bên em xem xe và cũng như lái thử anh em nha. Ngoài ra bán xe bên em cũng có thu mua ô tô cũ tặng nơi giá cao anh em nha. Anh em mình có xe cũ cần bán hoặc có người giới thiệu thì bên em vẫn có hồng cho người giới thiệu anh em nha. Số điện thoại thu mua ô tô cũ tặng nơi giá cao là 0969 711 441. Trở lại với em xe Chevrolet Cruze đời 2010 anh em. Xe đàn hạng C, số sàn 1.5. Anh em xem nè, xe mang nước sơn màu bạc khá đẹp luôn, đẹp khá là sáng em nha. Đăng kiểm em này còn tới tháng 5 năm 2025, đăng kiểm còn khá là dài luôn anh em. Mâm bánh cũng còn khá là dày anh em nha. Có cả xi nhan lường anh em nè. Phim nhiệt thì lên hết cho mình rồi. Tắp bi anh em, keo chỉ thì liền lạc này. Tắp bi cũng khá đẹp anh em nha. Xe thì trang bị cho mình màn hình Android, camera hành trình anh em nè. Ghế thì chủ cũ bọc lại ghế da thoáng khí, hai màu khá đẹp anh em nha. Số sàn 1.5 thì mức 2 nhiên liệu em này thì 100 cây thì rơi vào khoảng 7 đến 8 lít anh em nha. Xe khá là đẹp luôn anh em. Sâu khá rộng rãi anh em nha. Em xe sedan phân khúc C anh em nha. Trần thì còn có bọc 5D cách gì cách âm cho anh em mình luôn nè. Khá rộng rãi luôn. Tắp B anh em xem. Bánh lớp cũng còn khá dày anh em nha. Sau thì có camera luôn, cảm biến luôn. Em này thì lên đầy đủ đồ chơi cho anh em mình. Anh em mình về chỉ việc đổ xăng chạy, không cần phải làm gì thêm nhiều. Xe khá là đẹp luôn anh em. Mà em này thì chỉ có 178 củ khoai. Bảo hành cho anh em mình là 3 tháng. Bao anh em rút hồ sơ gốc, bao quay đầu cho anh em mình luôn. Để mở cốp và mở capo cho anh em mình xem. Đây anh em, động cơ XT2 nè. Em này động cơ 1.5 anh em nha. Máy móc thì bên em bảo hành cho anh em mình là 3 tháng. Và xe thì bên em để mọc cho anh em mình. Anh em mình lấy xe thì bên em sẽ châm nước mát nè, châm nước kính nè, thay nhớt cho anh em mình. Còn có bao quay đầu cho anh em mình, bao rút hồ sơ gốc, bao phạt nguội đang trên tắp. Nên anh em mình yên tâm. Anh em nào kết một em xe Chevrolet Cruze đời 2010, số sàn 1.5, hãy ghé đến Phúc Việt Auto để xem xe và trải nghiệm lái thử anh em nha. Chỉ 178 củ khoai anh em nha. Địa chỉ với em là 282/7 đường Lê Thị Riêng, phường Thới An, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại của em là 0936 793 793 và 0979 77 893. Hoặc em có thể lên Google Maps em tìm kiếm Phúc Việt Auto là ra đúng mình vậy, đúng địa chỉ bên em anh em nha. Bên em thì mở cửa các ngày trong tuần từ thứ hai đến chủ nhật, mở cửa từ lúc 9 giờ cho đến 5 giờ chiều. Anh em mình sắp xếp thời gian ghé đến bên em xem xe và cũng như lái thử anh em nha. Anh em nào lần đầu tiên xem kênh của em cho em một đăng ký kênh cũng như một like, nhớ nhấn chuông thông báo là một khi em có ra video mới hoặc em có live stream thì sẽ thông báo đến anh em mình nha. Video của em đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại anh em vào những video tiếp theo. Cảm ơn anh em đã xem hết video của em. Xin chào anh em.